cái tình khúc nó với một em bé nhỏ hát, đó là em Jenny Đan Anh của ông bố là ông Trần Bồn. Bữa nay chúng ta con hát bài gì cho quý bà con cô bác mình nghe vậy con? Dạ thưa bài nó. Bài nó thằng bé âm thầm đó phải không con? Dạ. Con chuẩn bị đi nghe. Con qua con đạp gai, cái chân con còn đau không? Dạ không có sao đâu. Thank you.
nay cha con mình đi vậy có ai cho tiền mình không con? Dạ có. Ồ, vậy con biết cái tiền này bây giờ mình làm cái gì không con? Mua gạo phải không con? Dạ. Hay là thôi bây giờ tía nói với con vậy, cái số tiền hôm nay á, mình xin được bà con giúp đỡ cho mình á, thôi mình nhín lại đi để mình giúp cho cái hội người cùi binh Việt Nam nghe con. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị bà con, số tiền cha con chúng tôi hôm nay đã quyên góp được nhờ lòng hảo tâm của quý vị, thì nhân tiện đây cha con chúng tôi xin quyên góp lại cho hội người cùi Việt Nam, phải không con? Dạ. Dạ, kính mời quý vị đại diện của hội lên nhận cái số tiền. Dạ. Tôi xin đại diện cho những người phong cùi bên Việt Nam cảm ơn cha con ông đã